Bạn rất thích đi du lịch nhưng bạn vừa mới có em bé nhỏ. Bạn ngại bay xa với baby nhỏ của mình. Bạn phân vân làm sao có thể bay một cách thoải mái nhất cùng với baby của mình trong suốt chuyến bay. Và để tránh những phiền phức đó, hôm nay trong video này mình muốn chia sẻ 10 kinh nghiệm bay xa cùng với em bé nhỏ cùng với các bạn. Welcome to Phoenix Nest, mình là Phụng. Trong video lần này mình muốn chia sẻ 10 kinh nghiệm làm sao có thể bay cùng với em bé nhỏ một cách thoải mái nhất. Phương tiện du lịch thì rất là nhiều, từ xe, tàu, tàu lửa, máy bay. Và dĩ nhiên máy bay là phương tiện di chuyển nhanh nhất và tiết kiệm được nhiều thời gian nhất. Ở bên Mỹ này, mỗi người có maximum 2, 3, cao lắm 4 tuần nghỉ trong một năm. Thì khi mà bạn đi du lịch xa, đi xe thì nó sẽ lấy rất là nhiều thời gian nghỉ phép của bạn. Cho nên đa số mọi gia đình, đa số mọi người đều chọn phương pháp là bay cho tiết kiệm được nhiều thời gian và dễ dàng, nhanh chóng nữa. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm mà mình đã có được trong những chuyến bay cùng với em bé nhà mình là Caden. Mình muốn chia ra hai nhóm. Nhóm thứ nhất là em bé chưa biết đi. Em bé chưa biết đi là khoảng từ 1 tháng cho tới khoảng 9-10 tháng. Caden biết đi khoảng 10 tháng là Caden đã đi được rồi. Cho nên cái lúc mà Caden còn nhỏ như vậy thì mình chia ra cái đó là nhóm infant, khi em bé chưa biết đi. Và nhóm thứ hai là nhóm em bé toddler, em bé đã biết đi rồi, là từ 10 tháng trở lên, lúc này mới là mệt. Ok, mình sẽ bắt đầu với nhóm em bé infant là chưa biết đi, mà biết khóc, biết quậy và biết ăn. Tất cả các hãng máy bay khi mình bay thì tiếp viên họ sẽ lấy cái stroller, cái xe đẩy của mình đi vô khoang hành lý. Mặc dù mình đã có chuẩn bị trước là cái stroller, cái xe đẩy của mình là dành cho dạng du lịch, nó rất là nhỏ, xếp lại rất là tiện nghi, nhưng mà họ vẫn không muốn mình để ở ngay trên đầu mình cái khoang trên đầu, nhưng mà họ muốn mình gửi đi cái khoang hành lý, cho nên bắt buộc phải gửi. Khi bay cùng với em bé thì dĩ nhiên là mình mang càng ít đồ cồng kềnh càng tốt. Thì dĩ nhiên là có cái ba lô hoặc là cái túi xách dành cho để tã sữa em bé trong đó. Mình thì kinh nghiệm mình thích ba lô hơn, vì cái túi xách thì khi mà bạn mang đồ nặng, cái túi xách bạn xách một bên tay, nó nhấc xong cái bạn sẽ đổi qua tay, rồi bên kia là bạn ẵm em bé của mình, thì nó sẽ rất là bất tiện. Cho nên mình thích cái ba lô hơn, vì khi mà đeo ba lô thì nó sẽ cân bằng hai bên vai của mình, sẽ bớt được đau lưng và đau vai hơn, rồi mình ẵm em bé tiện hơn phía trước của mình. Thì cái đó là mình khuyên các bạn nên có một cái ba lô và một cái điệu em bé, cái điệu, cái miếng vải, hoặc là một cái đó bên mình gọi là carrier, thì mình sẽ cái điệu em bé phía trước của mình. Không có xe đẩy bị lấy đi vô khoang hành lý rồi, thì cái điệu em bé đó sẽ là một cái cứu cánh cho mình, không phải ẵm bằng tay nó mỏi. Mình không phải ẵm bằng tay thì nó mỏi. Mình sẽ đeo em bé bằng cái carrier đó. Ok, đó là tip thứ nhất là đeo một cái ba lô. Tip number 2 là tã. Tùy theo chuyến bay của bạn dài hay ngắn, và mình đem dư tã ra để mà emergency, khi mà nó tiểu bị ướt áo, hoặc là nó phúc ở trong cái tã đó hôi, thì như mình phải thay liền ngay và lập tức rồi, thì đem tã nhiều hơn để mà phòng hờ. Và ở trong ba lô, thường thường bạn mua cái ba lô cho đựng đồ em bé đó, đó là nó trong đó nó thường thường nó sẽ có một cái miếng lót để thay tã em bé. Các bạn biết mà, ở trong toilet, ở trong máy bay nó rất cực kỳ nhỏ, và khi mà
nó không có giống như toilet ở trong public công cộng. Nó thường thường sẽ có một cái khu vực dành riêng cho thay tải em bé, nhưng mà trong máy bay thì dĩ nhiên là nó sẽ không có cái bàn để thay tải em bé sạch sẽ nhiều và quá nhỏ, cho nên lúc nào bạn cũng nên thêm theo ở trong đó là có một cái miếng lót để thay tải cho em bé, nó sẽ tiện hơn, sạch sẽ hơn, vì cái đó là của mình, wife. Và dĩ nhiên là wife lau em bé thì mình xài wipe loại nước 99%, nó sẽ không có nhiều chất hóa học độc hại cho em bé, dễ bị rash. Đó là tip number 2. Tip number 3 là quần áo. Quần áo lúc nào dĩ nhiên là các bạn cũng phải đem theo dư 2-3 bộ. Khi mà trong chuyến bay Kaden, không phải là poop mà Kaden, khi mà mình ẩm để cho Kaden bú, mình ẩm nghiêng như vậy thì lúc nào nó cũng bị tè ra ở bên hông, bị ướt đồ, ướt đồ Kaden, ướt đồ mình luôn. Cho nên tip này mình muốn các bạn đem extra đồ cho em bé và cho chính bạn nữa. À, và dĩ nhiên phải mang theo vớ cho em bé nữa nha. Tại vì vớ ở trên máy bay thì thường thường nó hay lạnh, thì vớ em bé thì nó sẽ giữ được ấm và cho cả bạn nữa. Tip number 3. Khi mà bạn lạnh, bạn có thể hỏi tiếp viên thêm mền, thêm những cái blanket mỏng. Kaden nó không có thích đắp mền, nó không có thích bị nóng, cho nên lúc nào mình cũng thủ sẵn một cái khăn mỏng mỏng như vậy. Cái khăn đó mình dùng cho hai trường hợp rất là tiện nghi nha các bạn. Thứ nhất là khi mà nó lạnh thì mình quấn nó. Cái trường hợp thứ hai là khi mà mình cho em bé bú thì mình có thể che nếu mà mình không có thoải mái, không có thoải mái để vạch ra giữa nhiều người quá, thì cái khăn đó mình dùng cho hai trường hợp, rất là tiện nghi. Tip number 4, tip thứ tư là đồ chơi cho em bé. Khi mà em bé nhỏ như vậy, những cái món đồ chơi mà gây tiếng động leng keng, nó gọi là rattle toys, hoặc là những cái mà em bé nó quen thường ngày, nó hay mình hay chơi với nó, những cái đó làm cho nó cảm giác như là nó đang ở nhà quen thuộc. Và cái món này rất là quan trọng, đó là cái teething toys. Cái teething toy là để dành cho khi mà em bé nó cắn những cái miếng đồ chơi cao su đó, em bé nó cắn khi mà nó đang mọc răng. Những cái đó thì mình comfort em bé hơn, mình làm cho em bé nó dễ chịu hơn. Nhớ hai món đồ chơi đó, một là cái rattle toys, hai là cái teething toy nha các bạn. Và kế tiếp là tip thứ năm là headphone. Các bạn biết là khi mà máy bay nó cất cánh và nó hạ cánh thì cái tần suất áp lực rất là mạnh, nó sẽ làm cho lỗ tai mình bị nhức. Mình là người lớn thì mình có thể nhai xi gum hoặc là nuốt nước bọt sẽ không có bị đau nữa, nhưng mà em bé thì nó không biết điều đó. Cho nên cái headphone đó nó sẽ giảm được cái tần suất đó làm đau lỗ tai em bé. Và quan trọng hơn là khi mà các bạn ở trên máy bay á, cái tiếng ồn của mọi người rất là ồn, cho nên em bé nó sẽ rất là lo lắng và sợ, nó không có quen với tiếng ồn đó. Thì headphone nó cũng block cái noise ở ngoài trong máy bay ra, để cho em bé nó cảm thấy rất là white noise thì nó sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Mình thì mình thích cái loại headphone mà Bluetooth, cái loại headphone mà không có dây á. Vì các bạn thấy nếu mà mình cái headphone nó có dây á, thường thường rất là rườm rà, nó có thể quấn cổ em bé mình không biết. Cho nên nếu mà các bạn có cái headphone không dây thì là perfect, không cần nhạc, chỉ cần gắn headphone lên cho em bé để nó block cái noise out ra. Tip thứ 6 này là tùy theo bạn đang cho con bú trực tiếp hay là bạn cho con bú bình, thì nếu mà bạn cho con bú bình thì bạn nên có nước riêng, nước sẵn ở trong bình của bạn đem theo lên máy bay. Đừng có lo, họ không có dục của mình đâu. Khi mà bạn travel, khi mà bạn bay cùng với em bé nhỏ thì họ rất là dễ dàng trong việc mà bạn đem theo extra water, thêm nước của mình để pha sữa cho em bé. Mình thì cho con mình bú trực tiếp, cho nên tip number 6 này là bạn nên cho em bé bú khoảng chừng 3-4 phút trước khi máy bay cất cánh và hạ cánh. 3-4 phút thôi nha, không quá 5 phút.
Tại sao? Tại vì mình nghe có nhiều trường hợp, mình thì không bị trường hợp đó, mình nghe có nhiều trường hợp các bạn khác chia sẻ lại là khi mà cho em bé bú lâu hơn cái thời gian mà họ chuẩn bị cất cánh hoặc hạ cánh như vậy thì em bé nó bị đầy bụng và nó ói. Cho nên lúc nào mình canh là khoảng 3, 4, 5 phút trước khi cất cánh và hạ cánh thì mình cho Kaden bú, để mà khi mà cái nó bú thì nó sẽ nuốt nước bọt, nó nuốt sữa vô, thì khi mình cái động tác nuốt đó nó sẽ giảm cái đau nhức từ cái lỗ tai. Tiếp theo là tip thứ 7. Tip này là của chồng mình đưa ra, là bạn nên đứng dậy để đi vòng vòng khi mà em bé nó đang thức, để làm cho em bé nó quen với lại môi trường xung quanh và để cho bạn relax, không có bị nhức cái chân. Tip thứ 8 là phải chăm sóc bản thân của mình, đừng chỉ lo cho baby không. Vì khi mà bạn khát nước và đói thì mình sẽ mệt hơn, mình không có năng lượng để chăm sóc cho em bé, đúng không nè? Thì bạn nên uống thêm nước, đừng ngại phải đi toilet, bắt buộc rồi. Bạn phải uống thêm nước và có thể xin nhiều snack từ tiếp viên, hoặc là bạn có thể đem snack của mình lên trên máy bay để ăn. Mình thường thường thì mình thích đem thêm nhiều loại chips hoặc là bánh ngọt hoặc là bánh mì đồ này nọ để mình có thể ăn trên suốt hành trình chuyến bay. Vì khi mà cho em bé bú thì mình rất hay đói, cho nên ăn vặt, mình rất thích ăn vặt. Tiếp theo là tip thứ 9 là bạn đem theo một cuốn sách nhỏ cho baby, bạn có thể đọc trước khi cho em bé ngủ. Những cuốn sách mà bạn thường hay đọc cho em bé của bạn trước khi ngủ thì những cuốn sách đó nó sẽ quen với giọng của bạn. Bạn sẽ cái đó bạn sẽ giúp cho nó cảm thấy thoải mái hơn trong suốt chuyến đi. Và tip cuối cùng là travel business. Rất nhiều người mẹ khi mà bay xa du lịch trong những chuyến bay dài hơn 10 tiếng, họ thường thường mang những cái đó gọi là gì ta? Bassinet thì giống như là cái miếng nệm nhỏ để cho vừa em bé nằm trong đó, để cho em bé nó thoải mái. Mình thì mình không có đem cái đó, mình chỉ ẩm khay đình như vậy thôi. Vì mình không không nghĩ cái đó, mình đã không chuẩn bị cái đó được. Mình thấy vậy rất là tiện cho người mẹ, tại vì mình ẩm khay đình suốt mấy tiếng đồng hồ vậy cũng rất là mệt, cũng rất là mỏi tay. Mà có nhiều người thì họ đem mấy cái đó thì em bé nhỏ nó có thể nằm trong đó được trong suốt chuyến bay. Và dĩ nhiên là thường thường nếu mà bạn bay cùng với em bé thì họ sẽ sắp xếp cho bạn ngồi ngay cái toa ghế trước. Cái toa ghế trước thì nó sẽ có một cái miếng cái tray nó để xuống và bạn có thể đặt cái bassinet trên đó. Và tiếp theo là mình muốn nói về nhóm thứ hai là nhóm toddler. Khi mà em bé biết đi, lúc này là rất là mệt. Nó đi, nó chạy, mình dí, mình đuổi, mình rượt, mình la, mình hét. Oh my god, nightmare. Không có vui, nhưng mà try your best honey, try your best. Những cái tip hồi nãy thì các bạn có thể dùng cho cả hai nhóm, baby chưa biết đi và toddler đã biết đi. Và mình muốn chia sẻ thêm vài tip nữa để bay cùng với em bé biết đi. Dĩ nhiên là nó sẽ khó khăn hơn, nhưng mà với những cái tip này thì mình tin rằng các bạn có thể manage được, các bạn có thể control được nó. Ok, cái thứ nhất mà mình muốn nói đến là em bé khi đã biết đi thì em bé đã bắt đầu vào tuổi ăn dặm. Tuổi ăn dặm thì các bạn nên đem theo những cái snack, những cái món đồ ăn bạn đã chuẩn bị cho baby của bạn. Vì dĩ nhiên là trên máy bay nếu mà bay ngắn thì họ sẽ không cho mình nhiều đồ ăn. Nếu mà bay xa thì những đồ ăn đó chưa chắc gì em bé của bạn nó muốn ăn, nó thích ăn. Cho nên snack cho em bé là number one. Thứ hai là mình lúc nào mình bay với Kaden mình cũng đem theo con gấu bông nhỏ. Khi mà bạn khó chịu thì mà bạn ôm gấu bông vô thì bạn sẽ cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu hơn, cảm thấy cái cảm giác thân quen, thân thương. Cho nên mình đem con gấu bông đó khi mà Kaden nó mệt, nó buồn ngủ thì mình sẽ đưa cho Kaden thì nó sẽ ôm vô thì nó cảm thấy như là cái này là món đồ chơi thân thuộc, thân quen của mình, giống như là nhà mình, giống như là cái giường của mình đang ngủ. Cho nên cảm giác nó sẽ dễ chịu hơn, nó sẽ thoải mái hơn. Đó là cái tip thứ hai. Tiếp theo mình muốn nói tới là iPad là một phần cứu cánh của mình. Vì khi mà nó đang khó chịu như vậy, nhiều khi ở trên máy bay á,
bay lâu quá, bản thân mình người lớn mà mình còn khó chịu, bay hơn 10 tiếng đồng hồ rất là mệt, đi lại nó cũng bất tiện. Bạn nên đi lại, nhưng mà đi lại nó cũng rất là bất tiện, tại vì cũng có nhiều người đi lại quá rồi, nhiều người người ta đang ngủ, nhiều khi mình đi tới đi lui với em bé như vậy cũng rất là bất tiện rồi. Cho nên cái iPad là cái phần cứu bạn ngay lúc đó. Mở lên cho nó chơi game, những game education, những game mà nó có thể học, học màu, học số, học chữ ABC, những game mà nó có thể bắt chước theo được, và những bài hát mà nó đã nghe hàng ngày khi bạn mở lên ở trong nhà. Những lúc đó thì có thể khu nó đau khoảng có chừng 10 phút, 15 phút cũng đủ cho bạn để nghỉ xả hơi. Cho nên mình khuyên nếu mà có iPad thì tốt, còn nếu mà có iPhone cũng ok, không sao, miễn là có cái gì để cho nó coi là ok. Muốn show các bạn cái ba lô nè khi mà mình đi du lịch. Ok, cái ba lô này của mình, cái ngăn này mình đựng tã. Mình sợ thiếu lắm cho nên mình nhét đầy tã luôn. Còn cái miếng này hồi nãy mình có nói nè, cái miếng để lót hay tải em bé trong toilet đây. Gọn gàng sạch sẽ. Và đây là cái miếng vải hồi nãy mình nói, cái miếng mền mỏng nhỏ đó, nó rất là mỏng, xài được hai công dụng, my favorite, cực kỳ thích. Và trong ba lô của Kaden lúc nào mình cũng đựng vài bộ đồ bơi và những bộ đồ để thay emergency. Kem, lotion. Ok. Và đó là tất cả những kinh nghiệm, những tip của mình khi đi du lịch cùng với baby nhỏ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn nào có những tip hay, những ý kiến hay về kinh nghiệm du lịch cùng với em bé nhỏ thì hãy comment ở dưới đây ha. Và subscribe kênh YouTube Phoenix Nest của mình để có thể theo dõi những video clip kế tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. See you next time. Bye. Tạm biệt.